Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký quyết định số 273 công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Đây là các xã đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chí này. Trong đó, huyện Văn Giang có 5 xã gồm Mễ Sở, Long Hưng, Liên Nghĩa, Phụng Công, Thắng Lợi. Huyện Yên Mỹ có xã Giai Phạm, huyện Khói Châu có 3 xã là Thuần Hưng, Bình Minh, Tân Dân. Thành phố Hưng Yên có 3 xã là Trung Nghĩa, Liên Phương và Hồng Nam.